Xin chào tất cả các bạn, nay mình sẽ test bộ trang phục chủ hè này nhé. Đây là một bộ liền quần và áo. Các bạn có thể thấy đây là bộ chủ hè của chúng ta. Đó, đây là bộ chủ hè. Ta có thể đội mũ hoặc là tóc giả.